Hello mọi người, mình là Mẫn Nhi và sau hơn 4 năm xa nhà không được đón Tết với gia đình thì cuối cùng năm nay mình cũng đã được về nhà rồi đây. Năm nay cũng là một năm vô cùng đặc biệt vì mình sẽ tự tay chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z, từ chuẩn bị nhà cửa tới chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Tết luôn nha. Nhưng mà trước hết thì bây giờ mình sẽ phải bay từ Úc về Việt Nam trước đã. Mỗi người một màu luôn, Đức Huy là ba kiện màu đen, còn tớ là ba kiện màu hồng. Vậy là sau chuyến bay 9 tiếng thì cuối cùng mình cũng đã chính thức về nhà rồi. Lịch trình ngày đầu tiên của mình ở Hà Nội thì khá là đơn giản. Mình được mẹ đéo đi ăn vặt này. Xong sau đó thì mình sẽ phải chạy qua xem căn hộ mà mình chuẩn bị thuê được tới đây. Yes, lần đầu tiên mình ở riêng ở Hà Nội mọi người ạ. Những cảnh đầu tiên của căn nhà mà chúng tôi đang dự định thuê thì đây bước vào một cái phòng vệ sinh. Mình định sửa cái phòng này thành phòng làm việc của mình. Hiện tại em đang hơi bẩn tí thì bọn mình sẽ phải sửa lại những cái đấy. Nhưng mà thật sự mọi người ạ, rất là trộm vía là thiết kế của căn này thì đúng y hệt những cái gì mà mình mong muốn á. Và quyết định là sẽ phải kỳ nó ngay lập tức luôn. Ok, lắc chân đi. Ngày hôm qua thì thật ra là mình cũng không làm được nhiều thứ lắm. Đi ăn vặt được một tí, đi ăn kiểu bánh trắng trộn này, đi ăn chè. Ngày hôm qua thì bọn mình đã đi xem nhà của bọn mình được tới thuê. Và hôm nay ngay bây giờ đây là bọn mình chuẩn bị trộm vía ký căn nhà đó thành công. Ngày thứ hai ở Việt Nam thì mình đã lo xong xuôi căn hộ mà mình sẽ sống trong khoảng thời gian tới đây ở Hà Nội rồi. Nên là nhân dịp này thì mình sẽ đưa bố mẹ qua nhà hàng Mâm Son đang khá là nổi trên top 500 là tốt rồi, quá sung sướng. Để ăn thử món lẩu riêu cua, món ăn mà nếu như mà được chọn một món để ăn cả đời thì chắc chắn là mình sẽ chọn món này. Kiểu hôm nay đi liên hoan các thứ luôn. Cảm ơn bố mẹ vì đợt trước đã giúp mình, hỗ trợ mình đi xem rất là nhiều căn hộ từ khi mà mình đang còn ở Úc. Trong suốt tuần đầu tiên thì mình và anh Huy đã dành tất cả thời gian mà chúng mình có để có thể sửa chữa và ổn định nhà mới. Từ việc đi tìm giấy dán tường này, đến đóng đồ nội thất trong nhà và tìm mua các máy móc. Tuy là chúng mình đã thuê nhà chung với nhau từ vài năm trước ở Úc rồi, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên mà chúng mình thuê nhà không có đồ gì cả. À đây hồng à, em nhìn ra đây lại nhìn ra màu trắng. Nhân tiện đây thì mình cũng rất là muốn tâm sự thêm với mọi người một xíu. Một số điều mà thật sự là trước đây là mình chưa kể với mọi người bao giờ. Đấy chính là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của hai bọn mình, kể cả lần về lần này sắm sửa cho căn hộ thuê mới thì đều là hai bọn mình tự lo toan hết. Mình thật sự cảm thấy rất là may mắn vì những năm ở Úc vừa rồi thì mình đã được sống hết mình, được theo đuổi đam mê và được làm việc chăm chỉ hết sức. Và bọn mình thì đều đã tự lập tài chính và tự lo cho bản thân hơn 3 năm nay rồi. Nhưng mà cái cảm giác chúng mình dùng những cái khoản tiền chăm chỉ đó ở một nơi xa là ở Úc và bây giờ thì lại là ở nhà, ở Hà Nội, kiểu tự dưng thấy vui vui và tự hào về bản thân như thế nào á. Thì cái cảm giác nó thật sự rất là lạ ấy mọi người. Mình nghĩ có thể là do những cái trải nghiệm của mình ở Hà Nội, những cái ký ức của mình về Hà Nội thì đều là những cái khoảng thời gian trước khi mà mình đi Úc hết. Và đấy đều là những cái khoảng thời gian mà mình chưa thể làm được những cái điều như bây giờ. Thì bây giờ được làm rồi thì mình cảm thấy thật sự rất là trộm vía, rất là may mắn ấy mọi người khi mà mình đã có thể làm được như vậy. Thì em sẽ chỉnh theo nhịp nha. Thôi, đống đồ của chúng tôi đây mới chỉ là một nửa thôi các bạn ạ. Hello em bé, hello. Ngay sau khi đồ đạc xong xuôi hết thì bọn mình đã ngay lập tức dọn hết đồ và chuyển vào nhà luôn. Phải chia sẻ thật lòng với mọi người là một trong những điều tuy là mình chưa quen nhưng thật sự là mình rất là thích khi mà mình ở Việt Nam ấy, đấy chính là dịch vụ mọi người ạ. Ôi thật sự luôn, mình cảm thấy là làm cái gì cũng có dịch vụ và làm rất là nhanh ấy. Nhờ vậy mà bọn mình cũng đã xong xuôi nhà cửa và chuyển vào nhà sinh hoạt như bình thường luôn sau đúng 3 ngày kể từ ngày mà máy bay hạ cánh ấy. Thật sự là mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ rất là nhiều và đúng kịp trước ngay cái tuần anh Huy đi làm luôn. Mọi người ơi, mọi người nhìn thời tiết dạo này nhìn này, dã man luôn á. Cả một tuần anh như thế này rồi. Nhưng cũng vì mọi thứ diễn ra nhanh như vậy nên là mình đã ốm rất là nặng. Ngoài lý do chạy xô ra nhà cửa suốt tuần đầu tiên từ sáng tới đêm thì mình nghĩ là nguyên nhân chính lần này mình ốm nặng tới như vậy là do thay đổi thời tiết của Hà Nội. Và bên cạnh đó thì mình nghĩ là mình cũng chưa có quá quen với khí hậu Việt Nam lắm. Nhưng mà sau 3 hôm thôi, tôi đã trở lại và mạnh mẽ hơn xưa nha mọi người. Giờ thì quen rồi nha. Điều đầu tiên mình đã làm sau khi khỏi ốm chính là dành thời gian với bố mẹ và đi gặp bạn bè của mình. Ôi giời ơi, thật sự là từ hôm bé đến giờ mãi nay mình mới được ra ngoài đường và thưởng thức các hàng quán của Hà Nội yêu ấy. Mấy bữa nay thì mình cũng đặt hàng Shopee một đống đồ nho nhỏ cho nhà, hơi choáng một chút tại vì lúc đặt thì mình không nghĩ là
đặt xong thì đến tận 40-50 đơn liền. Xong lúc mình xuống nhận thì kiểu mệt nghỉ luôn ý mọi người. Cứ đến lúc nào khó khăn nhất thì chúng mình mới biết thực sự sức mạnh của chúng mình sẽ tới tầm nào. À, xong sau đó thì mình cũng dọn nhà cửa nữa này, sắp xếp lại nhà cửa tại vì cũng sắp Tết rồi mà. Tự dưng nhận ra toàn màu xanh. Hello mọi người, sắp Tết rồi nên là mình cũng đang cố gắng hoàn thiện nốt một vài công việc của mình để Tết sẽ chỉ ngồi ăn và chơi thôi. Ngày mai thì mình có một lịch đi công tác vào Sài Gòn, vì đây là một chuyến công tác vào thành phố mà mình yêu, đặc biệt là ngay trước Tết nữa. Chắc chắn đây là một trong những cái công việc và là chuyến công tác rất là quan trọng trong năm nay, nên là mình rất là hy vọng mọi thứ thật là tốt. Chuyến đi lần này vào Sài Gòn công tác thì mình sẽ làm speaker cho một event du học Úc. Rất là may mắn là dạo gần đây thì mình cũng được làm speaker cho vài sự kiện du học Úc và cũng được gặp gỡ rất là nhiều bạn. Và trong tất cả các sự kiện này thì mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi cũng như là chia sẻ từ các bạn học sinh. Và mình nhận ra rằng là các bạn học sinh, sinh viên và đấy cũng chính là bản thân mình trong quá khứ luôn, thường rất là khó có thể tìm thấy một nguồn thông tin về du học Úc này, như là về học bổng du học Úc một cách chính xác. Ngoài việc là chúng mình có thể tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin qua những trang website chính thống, ví dụ như là trang website của trường này, thì một trong những tip khác đối với riêng bản thân mình là cực kỳ hiệu quả nha mọi người. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa làm quen được bạn mới, cảm giác như là tất cả mọi nơi nó chỉ ở một nơi thôi. Đấy chính là chúng mình sẽ đi Open Day của các trường. Và nếu như mọi người đang quan tâm đến du học Úc, muốn tìm kiếm các thông tin chính xác nhất về trường, về ngành này, cũng như là săn các học bổng giá trị cao, thì thật sự đấy mọi người, chúng mình không nên bỏ lỡ sự kiện Experience Day của trường Western Sydney University tổ chức cùng với ISC Education nha. Giới thiệu một xíu cho những bạn nào chưa biết về trường Western Sydney University, thì đây là một trong những ngôi trường mà mình đã từng apply mọi người ạ. Nằm trong top 2% các trường đại học trên toàn thế giới, trường còn đào tạo rất tốt các nhóm ngành như Business này, Engineering, Data và Computer Science. Bên cạnh đó thì có một điểm mà mình rất thích ở trường, và đây cũng là lý do tại sao hồi đấy mình apply trường, đấy chính là trường có chương trình học rất là thực tiễn với 120 giờ thực tập bắt buộc. Tức là sau khi mà mọi người tốt nghiệp trường và ra trường rồi thì chắc chắn là trên CV của chúng mình đã có một cái thực tập trên CV rồi nha, nên là rất là yên tâm luôn. Và điểm đặc biệt nhất mình sẽ để dành cho cuối cùng, trường Western Sydney Uni thật sự có rất là nhiều học bổng và có rất là nhiều học bổng cao hỗ trợ cho các bạn du học sinh, tạo điều kiện rất nhiều cho các bạn du học sinh như chúng mình du học tại Úc. Và đấy là lý do vì sao mà chúng mình thật sự không thể bỏ lỡ sự kiện Experience Day sắp tới. Ok, đào sâu hơn xíu đi, tại sao chúng mình cần đi Experience Day? Đầu tiên phải kể đến đấy chính là tại sự kiện này thì trường Western Sydney Uni sẽ cập nhật các thông tin mới nhất, chính xác nhất về trường, cũng như là các học bổng 50% và các gói học bổng lớn hơn nữa của năm 2024. Nên là khi mà mọi người tới sự kiện thì ngoài việc là thông tin mọi người có nó sẽ chuẩn xác và chính xác ra, thì chúng mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, tại vì chúng mình muốn tìm hiểu gì về ngôi trường Western Sydney Uni này thì tất cả đều sẽ ở đây. Điểm thứ hai rất là hay, đấy chính là chúng mình có thể apply ngay tại sự kiện với hội đồng xét duyệt, và đặc biệt là có thầy Admission Team Leader đã bay từ Úc về đây luôn nha. Và bên cạnh đấy, để mà chúng mình có thể tối ưu hơn được hồ sơ cũng như là nắm chắc trong tay những gói học bổng kiểu rất là đỉnh, thì chúng mình đừng quên liên lạc với cả ISC Education để được ISC hướng dẫn chi tiết hơn nữa nha. ISC Education hiện đang là đối tác tuyển sinh rất là thân thiết với cả trường Western Sydney Uni, và bên cạnh đấy thì ISC cũng là một partner lâu năm của mình. Bên cạnh đó thì phải kể đến là với hơn 23 năm kinh nghiệm, cũng như là đã có rất là nhiều các bạn ISC members apply du học Úc thành công với rất là nhiều học bổng tại trường Western Sydney Uni luôn, thì các anh chị tư vấn tại ISC thật sự đã có rất là nhiều kinh nghiệm thực tế để có thể hỗ trợ được cho chúng mình. Ngoài ra là nếu như mọi người có ISC hỗ trợ thì mọi người sẽ còn nhận được rất là nhiều ưu đãi từ ISC dành riêng cho ISC members nha. Quay trở về thông tin về sự kiện, thì tại sự kiện này còn có một cái điểm mà mình rất là thích, đấy chính là mọi người sẽ được trải nghiệm Masterclass trực tiếp với cả các giáo sư và các giảng viên của trường Western Sydney Uni với 3 ngành đào tạo là Business, Engineering và Computer Science. Và một lần nữa, chắc chắn rồi, khi mà mọi người đến sự kiện thì chắc chắn là chúng mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, tại vì chúng mình có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho các giáo sư, cần thông tin gì thì mọi người có thể hỏi ngay tại sự kiện luôn, cũng như là được lắng nghe chia sẻ về kinh nghiệm học tập này, cuộc sống Úc này, rồi việc làm tại Úc nữa với cả Western Sydney Uni Ambassadors. Và tất nhiên còn có rất nhiều quà nha. Sự kiện Experience Day sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới đây tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình sẽ để tất cả mọi những cái thông tin này ở bên dưới description box cho mọi người xem nha. Bây giờ thì mình có việc ra ngoài một xíu, còn sau đó thì tối nay mình sẽ về chuẩn bị quần áo các thứ để ngày mai đi công tác. Mình mới mua một cái áo này của Monotop, và mình nghĩ là đợt này đi Sài Gòn mình sẽ mang chiếc áo này đi. Du
lúc em đến sân bay nội địa anh. Ok. Chuyến bay vào Sài Gòn lần này của mình là chuyến bay đầu tiên của mình khi mà về Việt Nam, cũng là công việc cuối cùng mà mình cần hoàn thành trước khi đón Tết. Mình thật sự rất là thích Sài Gòn đó mọi người. Có thể là do mỗi một lần mà mình vào Sài Gòn thì mình đều thấy là cái kỷ niệm của mình ở thành phố này đều rất là tốt đẹp. Hello mọi người, mình vừa đến Sài Gòn và cũng vừa về đến khách sạn luôn. Chớ ngày hôm nay mình bay kiểu nó bị delay lâu dã man ấy. Mình đi ra khỏi nhà là từ 7 giờ rưỡi mà đến 1 giờ rưỡi chiều mình mới có mặt tại cái khách sạn này. Cái phòng khách sạn của mình hơi bị tối ấy. Mà đây outfit of the day của tôi. Đợt này vào Sài Gòn mình kiểu không dám đeo túi của designer luôn ý, đi một mình mà. Và anh Huy cứ dọa là kiểu nhiều cướp giật lắm. Thế là mình đeo một cái túi Uniqlo đến đôi giày của mình ấy. Mình cũng đi một đôi Nike, no more Gucci. Buồn cười, mình đang tính đặt Grab để đi ra cái cửa hàng quần áo mà mình định mua ấy. Sau đó hóa ra nó cách cái khách sạn mình thuê còn đúng 100m thôi. Thế là mình nhận ra là hóa ra là mình thuê khách sạn trung tâm hơn mình nghĩ rất là nhiều. Ngày đầu tiên của mình vào Sài Gòn thì toàn bộ thời gian đều dành cho lịch cá nhân thôi. Nên mình quyết định là sẽ đi sắm sửa xíu cho Tết. Cửa hàng đầu tiên mà mình đã ghé qua chính là Joy de Roses. Đợt này thì brand có mấy bộ cánh cho Tết kiểu xinh xỉu luôn ấy mọi người. Cá nhân mình thì thật sự là mình rất là thích cái bộ màu xanh này nha. Vì tay lửng này, màu áo xinh, xong rồi họa tiết cũng xinh nữa. Nhưng mà áo này thì lại là cổ tàu ấy, thì hơi cao quá so với mình. Nên là mình đã thử qua một bộ khác màu hồng. Thì bộ này thì mình lại quá ưng phần cổ áo luôn ấy mọi người. Nhìn rất là dịu dàng và thanh lịch. Và khi mà mặc lên thì mình cảm thấy là tôn da và trông hồng hào hơn ấy. Nên là cuối cùng thì mình quyết định là mình sẽ chốt cái bộ hồng này. Cửa hàng thứ hai mà mình đã qua là một brand yêu thích của mình nhưng mà lại không có store ở Hà Nội. Đấy chính là Dia Jose. Mình thích áo nỉ này phết luôn á. Nhưng mà vì áo này quá hợp gu nên là mình đã có rất là nhiều những cái dạng áo như thế này rồi. Nên là thôi, hẹn em một dịp khác vậy. Bộ hồng này thì ngược lại nha, thật sự không phải style của mình tẹo nào luôn. Mình thích nhất là cái phần quần này đây. Kiểu nó là quần tweed giả váy lông á. Chỉnh cái đoạn này mình cũng tự nhiên ngồi tương tư về em này. Cửa hàng thứ ba mà mình qua thì là Ruby's. Mình thấy brand này cũng bán một vài outfit Tết á. Nhưng mà đi một vòng thì mình thấy là có vẻ các món đồ chuyên môn hơn của brand thì lại là các món đồ daily outfit. Mà bây giờ thì mình đang mong kiếm đồ Tết hơn. Nên là trong store Ruby's lần này thì mình không có mua được gì cả. Đường phố Sài Gòn đợt này thì đã có không khí Tết rồi. Sau khi đi mua đồ xong thì mình đã qua CTY để gặp người chị thân thương meo meo chóc của tôi. Quán CTY này thì thật sự là mình thấy vibe rất là đỉnh nha. Sau đó thì mình có được bạn dẫn đi qua Chili Thái. Sau khi ăn quán này xong thì mình phải nói là mình được mở mang đầu óc nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình ăn đồ Thái ở Việt Nam mà mình thấy ngon đến như vậy. Nên là recommend nha, highly recommend nha. Đợt này vào Sài Gòn ít quá đi. May là đi đây là ngày mà mình sẽ làm speaker. Ngày thứ hai của mình ở Sài Gòn cũng là ngày cuối của mình ở Sài Gòn luôn. Vì vậy nên mình đã giao cho chị An, một người bạn của mình, một đề bài là ok, hôm nay hãy cho em một ngày thật là Sài Gòn đi. Và sau khi nhận được đề bài này thì chị An tuy là một người không thích ăn cơm tấm đã dẫn mình đi ăn cơm tấm mọi người ạ. Tự nhiên trong buồn cười lắm. Nhìn kia chị, có mứt gì đấy chị không biết. Thế thì tặng em mà chị có mứt gì. Và địa điểm cuối cùng mà mình được chị đưa tới đấy chính là một quán cà phê có tên là Đen Đá. Một nơi mà theo chị An bảo thì khá là hot với cả các bạn Sài Gòn. Quán ở đây thì mình thấy nó được thiết kế theo kiểu thô sơ ấy mọi người. Kiểu họ không sửa hết toàn bộ đâu, nhưng mà nhìn rất là hay, cổ xưa và khá là thú vị á. Và kết thúc chuyến đi của mình cũng chính là nhiệm vụ chính của mình đợt này. Hello mọi người, thì mình vừa qua bên sự kiện. Hiện tại thì còn khoảng 30 phút nữa thôi thì mình sẽ đến phần chia sẻ của mình rồi. Mình rất là háo hức, tại vì rất là lâu rồi mình mới có một cái buổi offline như này. Sự kiện diễn ra khá thuận lợi và thật sự là mọi người ơi, mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự sự kiện ngày hôm đó nha. Các bạn tuyệt nhất ạ. Chiều nay lên phố mình sẽ chuẩn bị tiếp cho Tết cũng như là đi chụp ảnh. Gần đến Tết rồi nhưng mà đến giờ thì mình mới chụp được đúng một ảnh với áo dài hồi mà ở bên Sydney từ ngày 1/1 rồi. Nên là Tết âm phải có ảnh mới mọi người ạ. Thì đây, hôm nay mình mặc bộ như thế này. Mình sẽ đeo cái túi này, lâu lắm rồi không đeo túi này. Mix với hợp bị nhẹ chắc không?
đây cũng là cái Tết đầu tiên mà chúng mình về nước, xong rồi kiểu đúng thật sự là chuẩn bị cùng ông công ông táo, nói chung là làm tất cả mọi thứ tự mình làm ấy, chứ không phải là giống như hồi bé là bố mẹ làm cho mình chỉ làm theo nữa. Mình không thể nhớ lần cuối mình lên hàng mã là cách đây mấy năm rồi, và càng không thể nhớ lần cuối mình lên hàng mã để mua sắm đồ Tết là từ bao giờ nữa luôn. Nhưng với một người con xa xứ lâu năm như mình, và cũng đã mất 4 cái Tết rồi, thì thật sự là mình thấy là những cái cảm giác từ những cái công việc đơn giản và nhỏ như việc là mình lên phố này, lên hàng mã, chuẩn bị đồ trang trí Tết và mua bao lì xì này, kiểu đây thật sự là những cái cảm xúc nó rất là đặc biệt và mình cảm thấy nó trọn vẹn và hạnh phúc ấy. Tiện đường lên phố nên là hôm nay anh Huy đã đưa mình ra phố đi bộ Hồ Gươm và chụp một vài bộ ảnh đón Tết luôn. Dịp này thì mình thấy là trên phố cũng rất là đông bạn lên đây chụp ảnh nên là kiểu cực kỳ có không khí luôn. Do mình mới chỉ mua được một bộ quần áo cho Tết thôi nên là chiều nay mình có ghé qua Xéo Sọ để tìm thêm áo dài. Xéo Sọ thì chắc là đã quá nổi tiếng với các mẫu áo dài với chất liệu đẹp rồi. Nay đến store thì mình mới biết là Xéo Sọ còn bán cả trang sức nữa. Mình đã thử hai bộ áo dài. Cái bộ mà màu đỏ trầm này thì thật sự là mình ưng nhất luôn ấy mọi người. Màu xinh cực kỳ luôn nhưng mà lại hết size của mình rồi mọi người ạ. Nên là mình không mua được. Sau đó thì mình có thử sang một bộ khác nữa. Tuy cũng hết size rồi nhưng mà mình vẫn muốn thử, tại vì cái mix màu của Xéo Sọ trời ơi nó quá là xinh ý, nhưng mà mình chả mua được bộ nào tại vì không có bộ nào đúng size của mình nữa luôn ý. Cái khoảng thời gian mà mình đi mua áo dài này chắc là nó đã quá cận Tết rồi nên là chả mua được cái gì. Vậy nên là mình đã ghé qua một cửa hàng khác để tìm áo dài, và đó chính là Lalin. Mình cảm thấy rằng áo dài ở Lalin thì có vẻ phù hợp với những gì mà mình đang tìm kiếm hơn, và giá áo dài của Lalin thì mình thấy là cũng có mềm hơn nữa. What's up fam? Chúng tôi sẽ đi mua cây đào và đi mua mấy đồ để chuẩn bị cho Tết luôn. Đó, ngày hôm nay mình đi mua mọi người ạ. Sau khi chọn được cành đào ưng ý rồi thì mình đã qua hàng bên cạnh để mua bình cắm luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình mua các bình mà họ bày ra ngoài đường như thế này á. Thật sự là cái view này nhiều lần đầu tiên quá đi mọi người ơi. Ban đầu tôi đang thích cái này để trông nó minimal hơn, nhưng mà kiểu cắm này vào trông nó kiểu sặc sỡ ấy, trông sắc Tết hơn ấy. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã có cành đào riêng đầu tiên của bọn mình rồi này. Riêng đúng theo nghĩa đen luôn nha. Kiểu hai mấy năm nay là bản thân mình và anh Huy cũng chưa một lần nào là tự đi mua cành đào về và cắm như này á. Nay thì đã là 29 Tết rồi. Hôm nay thì mình đã về nhà ông bà ngoại ăn. Đây cũng là bữa ăn đầu tiên mà có đầy đủ cả gia đình mình như thế này từ lúc mình về Việt Nam đến giờ. Nay nhà mình đông đủ tới mức mà mình và em họ mình ngồi ăn luôn ở đảo bếp ý. Đây là lịch của bạn Nhi, không chăm luôn. Lịch của ông bà bạn Nhi. Ôi má ơi, nặng lắm ý. Cái hôm mứt này bạn mình tặng chắc phải 2-3 cân ý. Chị ơi là chị. Đây chắc là một trong những cái hôm mứt Tết mà mình thấy đẹp nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ. Bây giờ phải đi mua mứt để fill in cái này. Đây là lần đầu tiên mình thật sự hiểu định nghĩa của từ tập lớn mọi người ạ. Hôm mứt Tết nhưng toàn kẹo ta. Và đối với bản thân mình thì một trong những cái khoảnh khắc của tập lớn đấy chính là khi mà chúng mình đang dần lớn hơn, biết đi kiếm tiền, có tiền như người lớn, nhưng thỉnh thoảng lại dùng tiền này để thỏa mãn những cái niềm đam mê khi mà chúng mình còn nhỏ. Hello. Wait. Hai bên liền. Ví dụ trong trường hợp này là bọn mình đã mua rất là nhiều kẹo cho vào hộp mứt Tết này. Bây giờ được tự chọn rồi thì kiểu mua một lô một lốc luôn. Đến giờ qua Tết rồi đây mọi người này, vẫn còn dư đây này. Sáng nay mình và anh Huy sẽ qua nhà anh Huy ăn. Sau khi ăn trưa với gia đình anh Huy xong thì bọn mình có đi lượn phố một xíu. Xong chắc bị thao túng tâm lý sao sao mọi người. Bọn mình nhìn thấy nhiều cây quất quá nên là đã hứng lên mua thêm một cái cây nhỏ nhỏ nữa, một cây mini thôi cho nhà của chúng mình. Xong mình còn được mẹ mình tặng thêm cả tuyết mai để về cắm cho xinh này. Hôm nay thì bọn mình cũng trang trí nốt nhà này, và tất nhiên là hoàn thành thủ tục không thể bỏ quên. Yes, đó chính là dọn nhà mọi người ơi. Mình dọn nhiều tới nỗi mà khi mà mình hỏi anh Huy là ngày mai lịch chúng mình làm gì đây anh nhỉ, thì anh Huy kiểu 100% sẽ toàn trêu mình là mai lại dọn nhà đón Tết đúng không em, thì nay dọn rồi nhưng mà mai dọn tiếp đúng không. Nghe xong thì cũng hơi sượng ngang nha, nhưng mà đúng là như vậy mọi người ạ.
Tự nhiên mình thấy ở gần nhà mình có người bán pháo hoa mọi người ạ. Cái này không phải pháo hoa mà gọi là pháo ạ. Mọi người bán nhiều của cô đó. Chúng tôi định ra ngoài xem pháo hoa nhưng cùng là hơi muộn nên là quyết định là sẽ xem ở nhà. Chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng quý vị nhé. Màn hình sẽ hiện ra trong giây lát. Happy New Year, Bunny. Oh, Happy New Year, Bunny. Bây giờ bọn mình đang đi ra ngoài để outfit của bạn ấy. Những âm thanh của Tết anh nhỉ? Ngay sáng mùng 1 thì bọn mình đã có chuyến đi đầu năm về thăm gia đình luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ về nhà của mình và ngủ ở nhà với bố mẹ. Và anh Huy thì cũng sẽ về nhà của anh Huy. Gia đình mình thì mỗi sáng mùng 1 nha, kiểu 12:30, 1 giờ sáng á, đều sẽ có thủ tục là sẽ lì xì nhau. Vừa sang ngày hôm sau là mình đã được nhận lộc từ gia đình mình luôn rồi ấy. Và nhà mình sẽ ngồi ăn nhẹ và đón năm mới với nhau. Và cuối cùng thì sau khi mà mình đã mất 4 cái Tết thì cuối cùng mình cũng đã có đưa lại cái kỷ niệm này rồi. Cảm giác khi mà mình ngồi ngay đây, ngay tại cái khoảnh khắc này này, mình cảm thấy mình như kiểu bé xíu lại và trở về tuổi thơ ấy. Sáng nay thì mình được mẹ đưa đi chùa. Mình nghe mẹ mình có nói thì đây là nơi mà mình được bán khoán á. Sau khi mà đi chùa xong thì như mọi năm mình sẽ qua nhà ông bà nội để ăn trưa. Thường thì ngày đầu tiên của năm mới lúc nào mình cũng sẽ dành nguyên cả một ngày với gia đình như vậy. Và lâu lắm rồi mình mới có lại được cái trải nghiệm mà ăn đồ ăn Tết mấy bữa liên tiếp như thế này. Thật sự là tăng cân vù vù luôn đấy mọi người. Yêu con, nuôi lộc nhá. Và mùng 1 năm nào của mình thì cũng có một lịch trình khá là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà thật sự rất là ấm cúng nhở. What's up, man? I was just giving you a call. I love you, hope everything's going alright. Con nào? Ngày mùng 2 của mình tính ra rất là dịu nha. Mình và anh Huy lên đồ này. Mình thật ra là mình lên đồ thôi, mình lên đồ áo dài thôi, còn anh Huy thì vẫn như vậy. Hôm nay của bọn mình thì quyết định là sẽ nghỉ ngơi, lên phố đi dạo, đi chơi nhẹ nhàng thôi. Tết của người trưởng thành đi làm rồi chắc chỉ mong ngủ và đi dạo nhẹ nhàng, làm các công việc nhẹ nhàng thôi, không bao nhỉ. Và đó, vậy là hành trình bay về Việt Nam, chuẩn bị nhà cửa, lo wrap up công việc và đón Tết sau tận 4 cái Tết xa nhà của mình cuối cùng cũng đã khép lại rồi. Giờ thì mình mới nhận ra là vlog này của mình đã quay trong hơn 1 tháng liền đó mọi người. Trời ơi, kiểu siêu dài đó đấy. À, update nhanh cho mọi người một xíu là mình cũng đang dần quen với cuộc sống ở Việt Nam hơn rồi. Dần mọi thứ cũng đã bắt được nhịp hơn rồi. Thật sự là mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ quyết định này của mình. Mình đã đọc được rất là nhiều comment, đọc được rất là nhiều tin nhắn của mọi người gửi mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Thật sự không biết nói gì, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu mọi người, chỉ muốn chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe nha. Mọi thứ chúng mình đang cố gắng vì thì đều đang trên đường tới rồi. Đấy, mình chỉ muốn nói vậy thôi và hẹn gặp mọi người trong những video sau nha. Bye bye.